Hey, chào mừng bạn đã đến với blog lập trình người leo núi. Tôi là David Evan và chào mừng các bạn đã đến với khóa học về ngôn ngữ Pascal. Trong video này chúng ta sẽ đi vào bài 1 giới thiệu về ngôn ngữ Pascal. Phần 1 chúng ta sẽ đi về xuất xứ của ngôn ngữ Pascal. Thì Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp do ông Niklaus Wurz, giáo sư điện toán trường đại học kỹ thuật Zurich Thụy Sĩ, đề xuất năm 1970 với tên là Pascal để kỷ niệm nhà toán học và triết học nổi tiếng Blaise Pascal. Đặc điểm của ngôn ngữ Pascal á, là ngữ pháp đơn giản, dễ hiểu, có tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng, dễ hiểu, dễ sửa chữa, cải tiến. Một số trình soạn thảo viết Pascal như là Turbo Pascal, Quick Pascal, NC Pascal và Free Pascal. Thì trong đó Turbo Pascal là một trình soạn thảo với nhiều ưu điểm vượt trội hơn các trình soạn thảo khác, được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được ứng dụng vào trong việc dạy học và lập trình cao cấp. Một số ngôn ngữ khác ngoài ngôn ngữ Pascal. Ngoài Pascal thì còn có nhiều ngôn ngữ lập trình cao cấp khác như là ngôn ngữ C, C cộng cộng, C Sharp, Visual Basic, Visual F Sharp, Ruby, Python, Java, PHP, ASP. Thì sau khi mà học xong về cái khóa học Pascal á, thì mình khuyên các bạn nên học tiếp là ngôn ngữ C, C cộng cộng, C Sharp. Thì tại vì đó là những ngôn ngữ nền tảng để mà lập trình cho bạn tư duy cái thuật toán trong đầu. Khi mà bạn gặp bất cứ một cái bài toán nào á, thì nó sẽ tư duy trong bắt đầu bạn là cái cách giải nó như thế nào. Thì trong lập trình á, thì bất cứ ngôn ngữ lập trình nào nó cũng có một cái dữ liệu giống nhau. Nó chỉ khác nhau về câu lệnh thôi, còn về thuật toán thì nó giống nhau hoàn toàn. Bạn chỉ cần nắm vững về thuật toán thì các cái ngôn ngữ lập trình nào á, thì bạn cũng có thể viết được. Chúng ta sẽ đi qua về cái giao diện của phần mềm Turbo Pascal. Thì cái phần mềm này mình sẽ đưa link ở phía dưới cái phần mà mình viết bài. Các bạn có thể download về. Một phím chức năng như là F2 á, là lưu chương trình trong khi soạn thảo. F3 là tạo một file mới hoặc mở một file cũ. F9 là dịch và kiểm tra chương trình. Còn chỗ F9 là chạy chương trình. Alt+F5 là xem kết quả chạy chương trình. Alt+X là thoát khỏi chương trình soạn thảo. Thì cũng như là trong chương trình cấp 2 hoặc là trong chương trình cấp 3 á, thì bạn cũng đã học được những cái chức năng này rồi. Chúng ta sẽ đi qua phần 2, cấu trúc của một chương trình Pascal. Chúng ta sẽ đi vào phần cấu trúc căn bản. Thì một chương trình Pascal á, tối thiểu nhất thì cũng phải có một cặp từ khóa begin và end kèm theo dấu chấm. Thì từ khóa end có kèm dấu chấm á, phía sau là báo hiệu kết thúc một chương trình. Ngoài dấu chấm thì sau end có thể là một dấu chấm phẩy, báo hiệu kết thúc một đoạn chương trình con. Khối lệnh nằm trong begin end chấm được gọi là khối lệnh chương trình chính. Trong chương trình á, thì có nhiều khối lệnh nên sẽ có nhiều khối lệnh begin và end chấm phẩy khác nhau. Thì cái phần chương trình con chúng ta sẽ nghiên cứu trong những video sau. Mình sẽ nói rõ hơn ha. Phần 2 chúng ta sẽ đi về phương pháp khai báo và tổ chức cấu trúc một chương trình Pascal. Đây là cái phần mình đã viết ra. Những cái phần từ khóa là mình đã tô phần màu trắng. Program, view, label, con, type và begin và end. Phần 1, 2, 3, 4, 5, 6 là mình đánh dấu những cái phần mà mình chú thích ở bên này. 1. Khai báo tên chương trình Program. Sau đó là tên chương trình. Ở đây mình khai báo là chương trình đầu tiên. Và các bạn nên nhớ là tuân theo một cái quy luật là khi mà bạn đặt tên chương trình á, thì không có cái vụ mà bạn để cái khoảng trắng được. Nếu mà bạn để cái khoảng trắng á, thì nó chương trình sẽ báo lỗi. Thì đây là cái quy luật rồi, không có ai mà hỏi được cả. Cũng giống như 1 cộng 1 bằng 2 thôi, cũng không ai mà hỏi tại sao nó 1 cộng 1 bằng 2 được. Người ta đã quy định như thế, mình phải chấp nhận thôi, đúng không? Rồi chúng ta chú thích 2, đó là khai báo thư viện. Thì trong Pascal hỗ trợ nhiều thư viện khác nhau như là thư viện đồ họa, thư viện tính toán, thư viện đồ thị, rồi vân vân, nhiều thư viện khác nữa. Thì chúng ta chỉ quan trọng thì trong cái khóa học của chúng ta thì chúng ta chỉ chú trọng đến cái thư viện CRT của Pascal. Ví dụ chúng ta sẽ khai báo là view CRT chấm phẩy. Phần 3 là phần khai báo nhãn cho các chương trình, cho các đoạn chương trình.
Phần này chúng ta sẽ nghiên cứu video sau. 4 là khai báo hằng số. Thì như trong định nghĩa toán học á, các bạn hiểu hằng số là gì? Thì hằng số nó là một giá trị không thay đổi. Thì trong cái Pascal nó cũng vậy, hằng số là một giá trị không thay đổi trong suốt chương trình chạy. Đó, thì ví dụ như là connect A bằng 1, B bằng 2, cho dù bây giờ có làm tác động gì đến nó thì cuối cùng nó cũng A bằng 1 và B bằng 2, không ai làm thay đổi được nó hả? Ha. Rồi, số 5, khai báo kiểu dữ liệu tự định nghĩa. Phần này cũng sẽ trong video sau mình sẽ nói rõ hơn. Phần số 6, phần khai báo biến. Thì cũng giống như giải một bài toán, thì bạn sẽ khai báo biến một, thí dụ một biến x nào đó, và đặt một cái giá trị nào đó. Thì trong cái quá trình tính toán của chúng ta thì biến x luôn được thay đổi. Thì nó cũng tương tự như trong Pascal, bạn khai báo một cái biến, thì trong cái quá trình mà chương trình chạy thì cái biến này có thể thay đổi. Ví dụ như là var, sau đó là n, mình khai báo hai biến là n, y và integer. Đó. Thì bây giờ mình sẽ nói rõ hơn là sau cái mỗi cái đoạn chương trình á, thì bạn phải có dấu cái chấm phẩy này, những cái dấu chấm phẩy. Còn nếu mà bạn khai báo, ví dụ mình khai bạn khai báo biến á, mà có nhiều biến á, thì nó sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Tương tự những cái kia cũng vậy, nếu mà các bạn khai báo nhiều thư viện thì cách nhau bởi dấu phẩy, khai báo nhiều cái label thì cách nhau bởi dấu phẩy. Chúng ta sẽ qua cái một số ví dụ đơn giản về ngôn ngữ Pascal. Mình có một chương trình Pascal như sau: program là khai báo tên chương trình, phần begin và end, phần write line, hello world, phần write chấm chấm chấm. Khi đó bạn nhấn Ctrl F9 để chạy chương trình, Alt F5 để xem kết quả. Thì chương trình sẽ chạy như sau. Ở đây mình sẽ nói về một số câu lệnh. Write-line là thủ thuật xuất ra nội dung các thành phần bên trong cặp dấu hoặc đơn lên màn hình và đưa con chỏ xuống dòng. Khi mà nó xuất ra rồi thì nó sẽ đưa con chỏ xuống dòng, giống như là chúng ta gõ Enter một cái là nó xuống dòng vậy đó. Bên trong cặp dấu hoặc đơn này thì có thể chứa nhiều thành phần gồm như là chuỗi ký tự nè, biến số, hàm. Với các thành phần không cùng loại á, thì phải ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Muốn thể hiện chuỗi ký tự phải đặt chuỗi ký tự nằm bên trong dấu nháy kép. Phần này thì mình sẽ nói rõ hơn. Như các bạn thấy là chuỗi ký tự thì nó sẽ nằm trong dấu nháy kép đây, hello world. Các bạn thấy nó nằm trong dấu nháy kép đây, đúng không? Còn giữa các thành phần không cùng loại thì phải ngăn cách nhau bằng dấu phẩy. Phần này mình sẽ nói rõ sau trong cái đoạn chương trình sau. Write thì chức năng nó hoàn toàn giống write line nhưng không đưa con chỏ xuống dòng. Nó đặt con chỏ tại vị trí mà nó in ra. Chúng ta sẽ qua đoạn chương trình 2. Một đoạn chương trình đơn giản. Ở đây CLR, SCR là một câu lệnh xóa màn hình. Bắt buộc là bạn phải khai báo thư viện CRT trước khi mà bạn sử dụng câu lệnh này. Quit line là một câu lệnh dừng lại sau tất cả những câu lệnh trên và chờ đợi một phím bất kỳ để kết thúc chương trình. Thì khi mà bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl F9 á, nếu mà bạn không có cái dòng lệnh quit line á, thì nó chạy cái vèo một phát là bạn không thể thấy cái kết quả. Nên là người ta dùng cái quit line này để mà dừng lại xem cái chương trình. Và ví dụ 3, chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Program tính tổng view CRT, khai báo thư viện. Sau đó là một lệnh xóa màn hình. Write line là xuất ra màn hình. Đây. Các bạn thấy là cái chuỗi này 30 cộng 40 cộng 15 bằng là nằm trong dấu ngoặc kép. Chắc chắn á, nó là cái phần chuỗi chứ không phải là phần số. Bất kỳ cái gì mà nằm trong chuỗi ngoặc, trong chuỗi nháy kép á, thì nó là phần chuỗi, đúng không? Các bạn thấy dấu phẩy, đây là phần ngăn cách giữa các thành phần khác nhau trong cái dấu ngoặc đơn. 30 cộng 40 cộng 15 á, nó là một cái cách thực hiện phép toán. Đây, đây những bạn thấy nó in ra màn hình là 30 cộng 40 cộng 15, nó là một cái chuỗi. 85 á, là giá trị nó cộng từ 30 cộng 40 cộng 15 ra. Rồi chúng ta sẽ đi qua phần thực hành. Sau khi mà bạn tải thư mục Pascal trên mà mình sẽ ra về thì bạn sẽ có cái thư mục như sau.
Sau khi mà các bạn download về thì bạn sẽ có một thư mục là người leo núi Brain Pascal 7.0. Thì các bạn chọn giải nén ra, Extract Here, thì các bạn sẽ được thư mục là người leo núi Brain Pascal này. Đó, và vào BP 7.0, vào thư mục Bin. Chúng ta sẽ tìm Turbo Pro này, Turbo Pro Application. Mở nó lên. Thì giao diện, đây là giao diện của chương trình Turbo Pascal. Bây giờ chúng ta sẽ viết một cái đoạn chương trình đơn giản, nhưng mà trong cái phần thực tập, trong cái phần hồi nãy mà tôi đã giới thiệu, thì chúng ta sẽ khai báo cái tên chương trình Program. Tên chương trình là chúng ta sẽ ghi là Hello World đơn giản. Sau đó là dấu chấm phẩy, khai báo thư viện CRT. Sau đó là cặp từ khóa Begin và End. Tôi dùng cái nút tab bên bàn phím cái bên tay trái của các bạn, dưới cái nút ESC đó là có cái nút tab để mà di chuyển cái dòng vào để dễ phân biệt cái dòng code thôi. Tiếp theo là mình viết một cái dòng readline Hello World đó. Ở trên đây thì các bạn sẽ dùng cái, ở dưới đây mình sẽ dùng cái readline. Bây giờ muốn chạy chương trình thì các bạn nhắm tổ hợp phím Ctrl F9. Ở đây là báo lỗi readline. Đó thì nó sẽ in ra màn hình là Hello World. Bây giờ chúng ta thấy là cái dòng Turbo Pascal version 7 cái này ngứa con mắt đúng không? Ngứa con mắt vãi cả chưởng luôn á. Chúng ta sẽ dùng cái CLR trong cái thư viện CLT này. Dạy lại, đó thì nó in ra Hello World. Chúng ta sẽ phân biệt chút về cái write này, chấm chấm. Và chúng ta sẽ write tiếp một cái nữa để thấy là cái write và write line nó khác biệt như thế nào. Chưa xuống dòng. Đó, như các bạn thấy là cái Hello World này là dùng write line, sau đó nó sẽ xuống dòng và in ra cái chấm chấm. Chấm chấm là sử dụng write, nên là cái vị trí con chó sẽ được tiếp tục tại đây và nó sẽ tiếp tục viết cái dòng lệnh này ra. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ save cái chương trình này lại. Các bạn chọn file save hoặc các bạn có thể nhấn phím tab là F2. Sau đó là các bạn chọn cái ổ đĩa mà các bạn lưu. Đây, chọn cái ổ đĩa mà các bạn lưu, nó đã ký hiệu như thế này. Thí dụ bây giờ mình lưu vào ổ D. Thì mình ghi D và hai chấm quyền này. Sau đó là tên thư mục, thí dụ mà bạn có tên thư mục ở trong này á. Thí dụ mình có là thư mục Pascal thì mình sẽ tiếp tục là Pascal và quyền cái dấu xiên này nè. Bây giờ các bạn đặt tên chương trình là, các bạn đặt tên là Hello World. Mặc định thì nó sẽ tự hiểu đây là một file Pascal và nó sẽ đặt dưới là chấm bash. Các bạn chọn OK, nó sẽ tự lưu. Các bạn vào thư mục mới vừa tạo đây. Đó, thì các bạn thấy là nó đã tạo một thư mục. Và đây là bash file, có nghĩa là cái file Pascal. Rồi bây giờ làm sao mở nó lên? Tương tự, chúng ta chọn Open. Bây giờ chọn ổ đĩa nè, D quyền Pascal. Đó, các bạn nhấn Enter thì nó sẽ hiện những cái thư mục chấm bash có trong cái thư mục này. Bạn chọn cái này thì nó sẽ mở lên. Thế thôi. Đó, bây giờ mình sẽ chọn một cái mới. Bây giờ mình sẽ khai báo là UCRT. Cái phần đặt tên chương trình là không nhất thiết phải có, nên chúng ta sẽ không. SCR này, write, line. Cái câu lệnh 30 nè, cộng 40, cộng 15. Cái này chỉ là cái chuỗi thôi. Cái phần chúng ta thêm dấu bằng nữa. Cái phần quan trọng nhất á, là cái phần đây. Cái phần phép toán này, cái phần biểu thức này, 40 cộng 15. Chúng ta sẽ chạy chương trình. Đó thì nó sẽ in ra là 30 cộng 40 cộng 15 là bằng 85. Thì quan trọng là cái phần này nè nha các bạn. Bây giờ thí dụ nếu mà mình thay đổi cái này á, thì nó sẽ ra kết quả khác ngay lập tức.
30 cộng 40 cộng 15 bằng 58 thì kết quả đâu phải đâu đúng không? Vậy là nó không phụ thuộc vào cái phần chuỗi mà nó phụ thuộc vào cái phần sau này. Và các bạn nên nhớ là nó phải được phân cách bằng dấu phẩy này. Đó. Ok. Bây giờ làm thế nào để thoát chương trình? Đơn giản là bấm cái nút X ở trên này hoặc là nhấn Alt+4 hoặc là nhấn File rồi Exit. Exit cái. Thì nó hỏi bạn lưu không? Không thì thôi. Rồi tới đây thì mình xin tạm dừng video. Thì trong video này là chúng ta đã nghiên cứu về những cái thành phần cơ bản trong cái phần mềm viết Pascal và một số câu lệnh đơn giản như là khai báo thư viện, rồi write, rồi CLR và vân vân. Chúng ta đã tìm hiểu về các cái định nghĩa trong ngôn ngữ Pascal, tìm hiểu về cái xuất xứ của ngôn ngữ Pascal. Rồi và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tới. Bye bye.